Trời ơi sao số tôi khổ thế này, bao tháng bao ngày làm thằng rửa bát, buổi chiều thì ngồi quét sân mà đêm tức trắng giặt đồ. Ôi vậy chồng chồng đứng lên đi, đứng lên nào, nào vợ Trương nào, đứng lên nào, không sao cả nào. Ừ đứng lên nhá. Rồi không sao, bát vỡ thì thôi kệ nó vứt đi. Em bảo này, em nghe dự báo thời tiết nói là sắp tới ý, sắp Tết ý, gió mùa đông bắc tràn về lạnh lắm, thế nên em sợ đôi tay của chồng bị lạnh, ý em mua tặng cho chồng một đôi găng tay nhá, để bảo vệ sức khỏe nhá. Ok vợ, hiểu. Thế bây giờ ý, bây giờ ở nhà dọn dẹp đi nhá, em đi một lúc nhá. Đi nhá, gọi đi nhá, đi nhá, đi về mua quà cho nhé. Rồi gấp, cứ ngày nào như này thì có phải là mình ngoan ngoãn mình không đi đâu không? Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù ngắn năm gòn tết cao, ta vẫn cùng. Khánh ơi, Khánh. À, ông Tùng đây à? Điều đây, hôm nay có điểm gì mà hát hò ít ngỏi thế? Đang buộc lại mấy quả bưởi để thắp Tết. Mới tìm được quả quán mới, ngon lắm, anh em đi làm tí. Này, mụ vợ có nào? Ông ấy vơ vẩn. Cái gì? Ông phải tập dần cái thói quen yêu thương chăm sóc vợ con đi, phải biết tôn trọng vợ mình. Hôm nay làm sao? Ấm đầu à? Gì ấm cái gì đâu. Ông chả biết cái gì cả. Sáng nay, tôi ở nhà dọn dẹp. Thế quái là đổ mất cả chồng bát, vợ tan tành. Tôi cứ tưởng vợ tôi cho tôi ăn trưởng. Ai ngờ hôm nay vợ tôi lại không mắng chửi tôi, lại còn bảo là nhẹ nhàng, xoa dịu, sau đó lại còn tặng quà cho tôi cơ. Tặng quà gì? Thì ông thấy không, bây giờ thời tiết như thế này, mùa đông gió bắc thì tràn về, lạnh hết cả người. Lại còn tặng cho tôi đôi găng tay. Ấy, đang đi rồi, sắp về rồi. Ông đừng có nghe đài địch, bản chất của bọn chúng không bao giờ thay đổi được. Đấy. Không biết cái gì cả. Đấy là chuyện ngày xưa. Tôi quan niệm bây giờ khác rồi. Mình phải biết học cách yêu thương chăm sóc vợ con, thì đối phương người ta mới yêu thương chăm sóc lại mình. Ông hiểu không? Thôi ông ơi, mới có thánh chỉ tặng mỗi đôi găng tay mà tự nhiên là ông dao động thế, tôi thấy ông không được đâu. Ông không biết cái gì cả. Găng tay là một món quà tuy nhỏ, nhưng đó là một cả một tấm lòng lớn của vợ tôi dành cho tôi đấy. Ừ. Giời ơi. Ấy về rồi, về rồi. Về rồi. Chào bà chủ. Anh Tùng, anh mới sang chơi à? Chồng, thấy em mua cành đào đón Tết đẹp chưa? Quá đẹp luôn, đúng là vợ mình. Cô mua cành này bao tiền đấy? Cũng rẻ thôi anh ạ, 650. Ui dồi. Tính ra thì cũng hơi đắt đấy, nhưng mà tôi ghi nhận là đẹp. Dạ. Cảm ơn anh ạ. Này, thấy bảo cô mua tặng chú đôi găng tay à? À vâng, anh ơi, vì là dự báo thời tiết báo là sắp tới ý, sắp Tết đi anh ạ, sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn về, như thế thì lạnh lắm. Em thì lo cho sức khỏe của chồng em, thế nên em đã quyết định mua tặng chồng em một đôi găng tay. Tên 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 tên. Chồng có biết không, vợ phải mua cái đôi găng tay cao su này để giúp chồng trong việc rửa bát này, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo. Cái đôi găng tay này sẽ là người bạn đồng hành, sẽ là người hỗ trợ mình trong việc chăm sóc gia đình. Em đi vào nhà trước nhé. Em đi anh ạ. Chào cô. Ôi vợ, vợ. Đôi găng tay à. Tưởng cái Lào hóa ra lại Campuchia. Từ trên trời rơi xuống một hòn gạch vỡ làm đôi. Và từ trên trời rơi xuống gạch vỡ làm đôi. Cái thằng này mày muốn chết không? Mày muốn chết không? Sao tự nhiên buồn anh con?
Mày bị dở hơi không? Mày có muốn ăn một cái đệ nữa không? Dạ. Thế bây giờ sao tự nhiên buồn anh con đi? Tao hỏi mày, mày có bị dở hơi không? Sao mà vua con dở hơi là gì không? Tại sao trời đang nắng chang chang này mày lại vào chỗ mát này mày ngồi? Hả? Mày biết tao đi tìm mày từ sáng giờ không? Bố, thế con tưởng là trời nắng thì phải kiếm chỗ dâm mà ngồi chứ sao? Tức là như nào? Bây giờ khai thật cho tao, từ sáng đến giờ mày còn gây ra những cái tội tày đình nào nữa ở cái khu này? Con có làm cái gì đâu, từ sáng giờ con chỉ nằm đây đấy. Mày muốn mày không làm cái gì không? Hả? Thế tao hỏi mày, ai nghịch chim của ông tổ trưởng? Dạ. Chim ông đấy là chẳng may đấy. Mà con bảo bố nhé, bây giờ chim thì nó phải để cho nó hót, cho nó chơi chứ. Bây giờ ông cứ giữ con chim ru rú như thế thì nó bị tự kỷ rồi, nó bị trầm cảm rồi. Ông ấy để xuống đất để cho con chim nó tắm. Mày đi mày xách cái lồng tắm đi, sổng con chim của ông ra, mày biết sáng nay tao vừa phải đền 2 triệu xong. Còn mẹ mày đây, mẹ mày đây, mày biết tối hôm qua có cái đoàn xiếc nó về đây hả? Người ta nuôi động vật để người ta làm xiếc. Mày đi mày cho khỉ ăn mắm tôm, cá một cái đàn khỉ nó sổng ra, nó làm loạn cái tối hôm qua đoàn xiếc là không thể nào biểu diễn được. Mày biết là mẹ mày bây giờ còn đang lên để xem thiệt hại bao nhiêu để đền kia. Thế bố ngày xưa bố không học sinh học à? Bố không biết là khỉ nó là tổ tiên của loài người à? Mà ở nhà đây này con thấy bố này suốt ngày lại ăn thịt chó cũng chấm mắm tôm này, rồi bún đậu mắm tôm này, thịt luộc mắm tôm này. Thì con thấy khỉ thì con cũng cho nó ăn mắm tôm chứ có cái gì đâu mà. Nhưng mà con người nó khác con khỉ. Thì sáng giờ mày có gây cái tội lỗi gì nữa không? Con chả gây cái gì cả. Thế mày về nhà ngay. Về nhà ngay xong hôm qua xem ngoài mày ra còn những thằng nào nghịch nữa. Nhưng mà con chưa về được. Tại sao mà không về? Hả? Con nói cái điều này ra nhá. Bố đừng có mà sốc nhá. Ôi giời, tao đứt dây thần kinh sốc từ lâu rồi. Rồi. Mày nói đi. Con là sắp thành người nổi tiếng rồi đấy. Hả? Đấy, con bảo bố đừng có sốc rồi này. Mày nổi tiếng à? Vâng. Thôi chết rồi. Mày lại đốt nhà ai đúng không? Không. Từ sáng giờ mày lại nghịch để mày trở thành nổi tiếng đúng không? Ủa sao lúc nào bố cũng nhìn cái thằng con trai của bố nó theo cái kiểu tiêu cực như thế nhỉ? Thế mày nổi tiếng cái kiểu gì? Con là sắp thành diễn viên rồi đấy. Diễn viên cái mặt mày. Bố không tin à? Mặt mày mà. Mặt con làm sao? Này, con nói cho bố biết nhá. Đây này, bố có nhìn thấy cái đoàn làm phim xa xa kia không? Đấy, đoàn làm phim buổi sáng người ta về đấy. Về làng mình đấy nhá, người ta bảo là này, cái ông đạo diễn ấy, ông bảo con là nhìn mặt con là hơi bị hợp để làm diễn viên đấy. Ông bảo là cái mặt của con là cái vai đấy là chỉ có hợp với mặt của con thôi. Chú đạo diễn trẻ, chú bảo. Dạ vâng ạ. Cái mặt này hợp. Dạ. Này xin lỗi, mặt mày hợp thì mặt tao phải hợp trước từ lâu rồi. Ôi trời ơi. Bố mày. Ôi. Thôi ông đi về đi. Dạ. À mày lấy cái võng ở đâu này? À cái võng mày này lấy là... cái võng ở đâu này? Ông cái võng này là của anh đạo diễn, anh để đằng kia thì con thấy anh không dùng thì con mượn ra đây con treo thôi. Mày có hỏi anh không? Không thì bố ông lại không hỏi. Tôi biết ngay là ông lại gây ra cái trò gì. Mày có về nhanh không? mày về ngay, mày chết với tao. Chết không được gì cái võng của người ta thế này. cắt. Ui giời ơi. Cắt ngay. Bà Mai này. Tôi hỏi bà nhá. Đây là phim tình cảm chứ không phải là phim hài, bà hiểu chưa? Ui giời ơi, tôi nói này, phim là phim của các bà, kinh phí là tôi lo nhá. Để diễn thế kia bao giờ không? Này em, lại bảo, lại đây. Này. Cái con bé mà em chưa 18 mà sexy quyến rũ đâu? Ôi trời ơi, đây á, em chưa 18 đây á, sexy quyến rũ đây á. Này, bà xem cái bà nghe cái bài không cảm xúc chưa? Hả? Ôi giời, cái nay bao giờ nó làm việc, nay ai mà làm việc, đổi vai luôn đi. Đây rồi. Này. Hả, cái gì đấy? Cái gì bác ơi? Chú, là đạo diễn à? Dạ vâng. Trân trọng giới thiệu với bác, cháu là Bội Bội TV. Đạo diễn. Vâng. Bội Bội. Vâng. Có việc gì bác? Có phải là vừa rồi chú mời cái thằng cao cao, trông mặt nhưng nhưng nháo nháo mà mặc cái áo vàng vàng nó đóng phim không? Vâng, ui giời. Thằng đoàn... là thằng con thôi. Con bác à? Ừ. Trong đoàn cháu có một cảnh là đi cướp. À. Thì là cái cậu cướp nó bị gãy chân. Thế là cái mặt của con nhà bác cũng hợp quá. Rất hợp luôn. Cái vai rất hợp. Hợp cái vai bắt cướp hay là hợp vai thằng cướp? Vai ăn cướp, đi ăn cướp ấy. Trông mặt thằng ấy giống thằng ăn cướp à? Chuẩn luôn. Thôi anh ạ. Dạ. Con nhà tôi nó đắc tội với anh. Nó lấy của anh cái võng. Ô. Đây tôi mang tôi giả nó. Ô,
anh đừng cho nó làm cái vai ăn cướp. Thế là cái võng là con nhà bác lấy à? Nó thấy anh treo ở đấy thì nó chưa kịp hỏi anh. Ôi thế mà từ sáng giờ rồi nhá, cháu chửi không biết bao nhiêu người là không biết là ai lấy cái võng của cháu. Đấy nhá, thôi giả rồi nhá. Anh tuyệt đối không cho nó đóng vai ăn cướp. Không được bác. Thằng ấy nó đã phá khắp cái khu này rồi. Bây giờ mà nó đóng cái vai ăn cướp nữa thì cả cái khu này nó chửi cho là thằng này là ăn cướp từ ngoài đời đến ăn cướp vào trong phim. Mặt mũi tôi để đâu? Không phải, bác phải thôi anh này. Đừng nói. Nó phải phù hợp. Cái vai ăn cướp ấy, con nhà bác không cần diễn nọ ra. Bác hiểu chưa? Nhưng mà tôi đeo mo vào mặt à? Đeo cái gì mà đeo? Thôi bây giờ tôi có ý kiến với anh như này. Dạ. Nhá. Tôi là bố nó đây. Nó cho biết rồi. Đấy, nếu anh thiếu vai gì anh bảo tôi. Bác quay vòng cho xem nào. Ôi giời. Cháu hỏi thật, trước bác có tham gia văn nghệ ở xóm ở các thôn. Loại kính thưa các loại, nhạc nào tôi cũng nhảy được hết. Chuẩn đâu ui giời, sản xuất thôi. Ui giời ơi, cháu bảo này. Sắp tới ấy, bọn cháu có một cái dự án. Nó khoảng 4.000 tập. 4.000 tập phim, ui giời, bắt tay anh. Cháu mời bác luôn. Ui tốt quá, bác có một cái vai rất hợp luôn. Ừ thế nào, trong 4.000 tập đấy nhá, thì có một cái phân cảnh bác sẽ tham gia vào trong cái phân cảnh đó. Như thế nào là nói cái, phát tôi làm được luôn. Cái phân cảnh đấy nó rất quan trọng. Nếu như mà không có phân cảnh đấy nhá, vứt luôn cả phim luôn. Rồi anh nói đi nhá. Là bác sẽ về nhà. Bác về mở nhà. Cửa ra, mở cửa đấy. Sau đó bác nhìn thấy thằng con nhìn thấy à vợ mình, nhìn vợ đang này. Ngồi ở trong nhà. Nếu bác lao ra vào trong bếp, bác cầm cái chày, bác lao vào, bác táng vợ, táng con, bác bạo lực gia đình. Ôi trời. Đó. Xin thưa với cậu nhá, riêng cái vai đấy không phải diễn. Tí về, anh mang máy thôi, tôi quay về, tôi đánh cho chúng nó thì không còn cái răng mà ăn cơm nhá. Đẹp quá. Tôi nói thật với ông nhá, tôi về ngày nào thằng này nó cũng phá, tôi về phát tôi lao vào trong bếp. Vâng. Tôi rút cái chày ra. Ôi trời ơi. Tôi bắt thằng này đặt trên bàn vả ngay mấy phát vào đầu gối nhá. Hay quá. Vợ lao vào can là ông ơi, ông có đẻ nó ra đâu mà ông sót, ông không giết nó à. Vợ vả túm tóc giật vào tường. Ôi trời ơi, đẹp quá bác ạ. Thế này thì cháu phải sẽ ký hợp đồng luôn nhá. Bác thấy không? Gia đình nhà bác này, con thì ăn cướp, bố thì bạo lực gia đình. Đẹp luôn. Thế là lên phim. Lên phim luôn. Mọi người ở nhà xem TV. Dạ vâng. Thằng bố bạo lực gia đình. Vâng. Thằng con đi ăn cướp. Vâng. Đẹp. Cậu đạo diễn cậu cũng có cái mắt đấy nhỉ. Vâng, cháu chuyện đạo diễn đúng không? Bà. Thế là bội. Gia đình tôi là cái gì? Hả? Gia đình tôi là cái gì? Hỏi này. Này thôi. Ôi. Đến nhà em rồi. Nhanh cái chân lên. Sao đây? Xích chó chưa? Ôi giời. Ôi sao mày ngồi? Thì chó nó tưởng mình nhặt gạch nữa mà không dám cắn chứ. Ôi dồi, đứng lên. Khổ lắm, đã bảo chó nhà em hiền lắm. Gớm. Người ta bảo mồm chó vó ngựa tốt nhất vào xích đi. Ôi dồi, đã bảo hiền lắm. Đi nhanh lên. Từ từ, người chứ phải là ngựa đâu mà đi nhanh. Chứ có đi nhanh không đi bảo. À, thì đi nhanh. À khoan, đi chậm lại em bảo này. Tức lúc người ta đi chậm thì là bảo là nhanh. Đến lúc người ta đi nhanh thì lại bảo là chậm. Thế tóm lại là nhanh hay chậm? Nói tóm gọn là mẹ em. Lát nữa ấy, anh gặp mẹ em ấy, mẹ có hỏi câu gì ấy, thì anh cứ dạ, vâng, dạ. Hiểu chưa? Vâng ạ. Thế thì mẹ mới cho chúng mình cười chứ. Cười cái gì? Cười ai? Mẹ, cười em luôn, cười ai? Ô, anh bảo cười à? Yeah. Thôi anh đùa, không cười mà mang cả quà đây à. Yêu cho nhầm. Thôi bỏ ra. Cứ đứng đây mà yêu thương mà đến cả chưa à? Đi vào. Mẹ mong lắm thôi. Thế bây giờ đi nhanh hay đi chậm? Đi vừa. Đi. Chẳng mẹ đang ngóng lắm. Ôi mất dạy. Làm con gái người ta chửa ảnh ra. Xong rồi là bùng. Dạ, bác ơi, cháu xin thưa với bác là cháu với em Loan nhà mình ở trong sáng ạ. À, tôi nói gì anh đâu. Mà anh động lòng. Tôi đang đọc dở bài báo. Mẹ đọc báo, anh bảo đi. Chào bác ạ. Mẹ. Vâng. Ông giáo chào là... anh. Đây là anh làng, bạn trai con ạ. Dạ. Cháu lại chào bác ạ. Vâng, tôi lại cảm ơn anh. Dạ. Không dám. Dạ. Thế anh đến đây có việc gì đấy? À, dạ. Dạ thưa bác là hôm nay cháu đến đây để thưa chuyện với bác ạ. Tình hình là cháu với em Loan nhà mình là cũng quen nhau được hơn 2 năm rồi. Tình cảm hai đứa thì cũng đến cái độ chín muồi rồi. Nên là cháu xin phép bác cho cháu với em Loan đây được hái. Hái? Hái gì ạ? Ý cháu là được kết hôn với nhau ạ. Biêu. Kết hôn? Kết hôn mà đi tay không à?
Không ạ, đây đây, hôm nay đến thăm nhà mình là cháu có chút quà. Không biểu phải, hả? Không phải, tôi không phải nói cái chuyện quà cáp này. Tôi muốn nói là muốn đến đây xin để kết hôn hay xin tìm hiểu hay cái gì thì cũng phải có cháp, có lễ, có bưng, có bê. Chứ đi tay không à? Dạ không, hôm nay là cháu đến để thưa chuyện với bác trước ạ. Và nếu bác xuôi thì cháu sẽ mời bố mẹ cháu qua đây rồi thưa chuyện chính thức với bác ạ. Điêu. Con ơi. Dạ. Đàn ông bây giờ mà không tin được đâu nhá, phải cảnh giác. Ôi bác ơi, cháu xin thề với bác là vì em Loan là cháu có thể lèo đèo lội suối. Cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Cháu có thể trèo đèo lội suối và nhảy vào nước sôi lửa bỏng ạ. Dạ. Lại điêu. Anh ở đâu? Tên là gì? Bố tên là gì? Mẹ tên là gì? Xóm nào? Xã nào? Hả? Dạ. Nhà có bao nhiêu anh em? Mẹ ơi, mẹ hỏi từ từ thôi, không anh làm sao trả lời hết được. Ôi, con thế mà không trả lời hết được ạ? Dạ, không, không, cháu trả lời được ạ. Kệ anh. Anh bình tĩnh tự tin nhá. Dạ, cháu lại xin thưa một lần nữa với bác là cháu vẫn tên là Làng ạ. Bố cháu tên là Thôn và mẹ cháu tên là Xã. Anh chị em của cháu thì là cháu con một ạ. Độc đinh à? Dạ vâng ạ. Ôi giời ơi, không được rồi con ạ. Không được, không được, không được. Sao ấy mẹ? Độc đinh là không được rồi. Sao? Như ông chồng nhà tôi này này cũng độc đinh đấy, chả làm được nên cái chuyện gì đâu. Ôi, không phải thế đâu mẹ ạ. Anh ấy là con một thôi nhưng mà việc gì cũng biết làm mẹ ạ. Dạ vâng. Chăm chỉ lắm ạ. Dạ vâng. Cháu tuy là con một thôi nhưng mà cháu chăm chỉ lắm ạ. Cháu là tự lập từ bé, việc gì cháu cũng có thể làm được ạ. Lại điêu. Ôi. Trời ơi. Thế bây giờ thì anh chị kết hôn như thế này mà tôi nhìn anh ấy là tôi biết anh không làm được cái phận sự gì cả. Bố mày đấy, độc đinh đấy, có làm được cái trò trống gì đâu. Mày lấy nó rồi có ngày khổ con ạ. Em để yên. Bác ơi, riêng bác trai nhá, cháu không chấp. Úi giời, cái gì đấy? Không. Ý cháu bảo là cháu khác bác trai. Cháu lại xin khẳng định một lần nữa đó là vì em Loan cháu có thể lèo. Cái gì? Trèo đèo lội suối, dạ. Vượt qua nước sôi lửa bỏng, nằm gai nếm mật, tất cả cái gì cháu cũng thể làm được hết. Làm được tất cái gì? Dạ vâng ạ. Thật không? Dạ cháu thật ạ. À, được rồi. Này, thế bây giờ hai đứa ở nhà, mẹ đi chợ nhá. Dạ. À, này, đi vào mổ cho bác con gà nhá. Ở trong kia bác để trong bếp rồi kìa nhá. Bác đi sang nhà bà Hà ruồi, bác làm mấy mẹt bún đậu mắm tôm về gia đình chúng mình liên hoan nhá. Nhá, nhớ mổ cho bác con gà nhá. Dạ. Đây. Mẹ đi nhá mẹ nhá. Này, thế là mày ưng thuận rồi đấy. Này, mẹ vừa bảo gì nhỉ? Mẹ bảo mình ở nhà mổ gà. Hả? Anh bắt được gà chưa? Không có gà qué gì hết. À, sao đây? Này, đừng nói là anh sợ cả gà nhá. Này, cô nhìn lại tôi đi. Thân dai dặm trường nhá, đời tôi mà phải sợ con gà hả? Thế sao không bắt gà mà tái mét gì kia? Mẹ em làm khó anh nhá. Ai lại để cái con chó nằm cạnh con gà như thế? Mà em thừa biết là anh sợ chó rồi còn gì nữa. Ôi giời. Thôi thôi, không phải ôi giời gì. Gấu có thể không có, nhưng mà chó chắc chắn phải sợ. Chào Loan anh về. Ờ, này. Anh Lăng. Ôi trời ơi. Điêu. Đấy, con thấy chưa? Thế mà kêu là lèo đèo lội suối, nếm mật nằm gai. Ôi trời, vừa thử một tí đã bùng. Ôi, mày thế nhỉ? Vậy, cho chồng xin hâm nước vậy. Lại đi đâu rồi? Nói thế, cơm nước thì không nấu, suốt ngày đi buôn dưa lê. Xem có gì ăn không nào. Ủa, ngon thế nhỉ. Chưa giờ mới ăn hết một con gà. Con gà ngon quá. Là chim, gà nhìn bé thế. Bé cái gì mà bé? Bây giờ anh hết rồi, tối hai vợ chồng lấy cái gì mà ăn? Thì anh
anh đói quá, anh về tập thể dục thể thao về. Nhà không có gì ăn khác ngoài gà thì anh chả phải ăn à. Mà nếu mà hết thịt rồi thì em luộc quả trứng đi, thêm bát cơm nữa là xong. Này, anh định làm cơm cúng à? Em nhâm mồm mà đi chơi xa thế, cúng ai? Anh ăn con gà có thấy ngon không? Cũng ngon đấy. Có sợ hóc không? Hóc còn bao được, anh nghe hết xương ra rồi. Chắc là ngày xưa em bị mù. Lại mù? Chỉ có mù thì mới lấy anh thôi. Em buồn cười nhỉ? Có một con gà tôi mà làm gì to tát thế? Nếu mà em thích nhá, tối nay cả nhà mình cùng nhịn. Nói thế mà không thấy hổ thẹn với lương tâm à? Ăn hết cả một con gà rồi bắt ai nhịn? Ngày xưa anh yêu thương em, lúc mới yêu ấy, anh bảo là anh sẽ chăm sóc, lo lắng, yêu thương em. Anh còn đứng trước mặt bố mẹ em nhá, anh thề rằng anh sẽ không bao giờ để em buồn, không bao giờ để em cằn nhằn, không bao giờ để em đói. Nhưng mà bây giờ biết làm sao? Em xin lỗi, em rất yêu, em rất thương anh. Nhưng mà đến hôm nay thì ngoài sức chịu đựng của em rồi. Em phải thu dọn hành lý về nơi sản xuất. Ê kìa kìa, làm gì mà nóng tính thế? Anh cho ăn con gà thôi mà. Hay tối nay anh đưa em đi ăn nhà hàng nhá? Không à. Không cần, dỗi. Thôi dỗi cái gì, con gà thôi làm gì to chuyện thế. Sao đấy? Em hỏi thật nhá. Dạo này anh có thấy mắt anh có vấn đề gì không? Mắt á? Vẫn còn nguyên. Xem nào. Vẫn nhìn xa lắm, tinh tường lắm em ạ. Anh có nhìn rõ đây là cái gì không? Đây là bàn tay của em chứ cái gì? Em thấy nhá, mắt anh chắc chắn dạo này một là bị cận, hai là bị viễn, không thì chắc chắn hơn nữa là sẽ có một vấn đề gì đấy. Anh thấy bình thường mà nhỉ? Anh không bao giờ nhìn tinh tường tất cả những việc xung quanh anh, từ cảm nhận cho đến đôi mắt. Là sao? Bây giờ em thử nhá. À. Bây giờ anh thử ngửi xem là nhà mình có cái mùi gì không? Ơ mà này, sao em bảo kiểm tra mắt là bắt anh ngửi? Ô anh không biết à? Mắt, mũi và miệng nó có một cái mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với nhau. Hay người ta còn nói như kiểu họ hàng gần ấy, thậm chí là anh chị em. Thế bây giờ anh mà không nhìn thấy thì làm sao anh biết đây là cả con gà? Anh không ngửi thì làm sao anh biết đây là món gà rán? Anh đưa vào miệng, anh thẩm cái hương vị của nó. Chả phải chúng nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau à? Em nói cũng có lý. Được rồi. Anh ngửi đi. Có mùi thịt gà. Thịt gà thì chắc chắn rồi, anh vừa ăn hết một con gà xong. Ở nhà có mùi gì nữa không? Mùi thịt bò. Chính xác. Bát phở bò của anh buổi sáng ăn vẫn còn một nửa. Em thấy không? Mũi anh cũng hơi bị thính đấy. Đúng. Bây giờ còn cái gì nữa không? Mùi dầu mỡ nồng nặc quá. Chồng này, chồng lau hết dầu mỡ ở quanh miệng chồng đi. Đương nhiên là ngửi thấy mùi dầu mỡ là đúng rồi, còn gì nữa. Bảo sao mùi nồng nặc thế. Còn gì nữa không? Còn toàn mùi cỏ cây hoa lá thôi. Vừa rồi là đường mũi, bây giờ đến đường hình nhá. Đây là số mấy? Số 2. Đây mà là số 2 á? Là số mấy? Đây là một nửa của số 1. Nào, tập trung, tập trung. Giờ nhìn nhá. 1 2 3. Em hít thở, hít thở, hít thở. Cái gì kìa? Đống mắt bẩn. Đúng rồi, trên đống mắt bẩn là cái gì? Một miếng thịt bò bé đúng bằng 1/4 ngón tay của anh. Chính xác. Anh đã bảo rồi, mắt anh rất là tinh. Quá là tinh thần. Đúng. Sao đấy? Em biết thừa là anh không thương em. Sao anh nhìn thấy đống mắt bẩn thì anh không rửa cho em, mà anh thì chỉ ăn đĩa thịt gà ngay bên cạnh đống mắt bẩn. Em biết là anh không thương em, anh không còn yêu em nữa. Em sẽ dọn quần áo để về nơi sản xuất. Ôi thôi thôi, anh xin. Thế bây giờ em muốn thế nào? Ăn bẩn thì phải làm sao? Phải rửa chứ làm sao nữa. Thì thể hiện tình thương đi. Thể hiện niềm yêu thương đi. Được rồi, anh sẽ rửa. Rửa nhá. Em đi hái rau tiếp đây. Có cái gì đó sai sai. Mình có cảm giác như là mình vừa bị lừa thì phải.
Hóa ra là lừa anh à? Đưa anh vào chồng à? Được lắm. Đã thế nhá. Ôi trời! Chồng ơi! Cái gì đấy? Sao đấy? Em nhìn là em biết mà. Anh mới rửa được có một cái sạch thôi, còn vỡ ba cái rồi. Mà không phải là do anh trượt tay anh làm vỡ đâu nhá. Nó có lý do đấy. Tại vì anh đang ngồi rửa bát, tự dưng có con chuột, nó cứ đi lanh qua lanh quanh lanh qua lanh quanh. Anh đã xùy xùy anh đuổi nó đi rồi, mà nó vẫn cố tình trêu người anh. Thế là tiện tay có cái bát anh ném toang cái, ba cái bát ra đi, mà con chuột thì vẫn còn sống á. Chả làm được cái việc gì ra hồn cả. Nhưng mà em yên tâm, anh sẽ làm tiếp, anh sẽ rửa tiếp nhá. À, thôi, anh không cần phải rửa tiếp đâu. Ngừng lại giúp em không biết hậu họa gì nữa xảy ra. Không được, anh rất là yêu em, anh rất là thương em. Vì thế công việc này phải để anh làm. À, thôi, em xin chồng đấy. Em biết là anh rất yêu em, rất thương em. Nhưng mà cái chuyện này từ bây giờ đến cuối đời anh cứ để em làm. Anh không phải động tay động chân vào nữa nhá. Thế nhá, đi lên trên nhà đi, này, để anh làm cho kia. Tưởng lừa anh mà dễ. Vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Mình, để đấy anh làm cho. Anh thương mình lắm này, có việc gì không anh làm nốt này. Khổ quá, đi làm từ sáng đến giờ, em có đi chơi đâu. Buồn cười nhở. Cái gì, FaceTime á? Ở đây đông khách lắm, không tiện, tối về nhá. Tối về vây tham. Vâng, thôi, tối gặp. Ok anh yêu. Ôi trời ơi. Anh ơi. Bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, bán cho liều thuốc. À, anh ơi, em không phải bác sĩ ạ. Không là bác sĩ thế là cái gì? Dạ, em là dược sĩ ạ. Ôi trời ơi, dược sĩ hay bác sĩ thì nó cũng là có cái phần sĩ đằng sau. Nói chung là sĩ ơi bán cho liều thuốc. Ôi dồi ôi, anh cứ bình tĩnh ạ. Anh đang bị sao vậy ạ? Ôi dồi ôi, nhanh lên. Cô mà không nhanh thì tôi ra gì bây giờ đấy? Ra gì? Ra là anh ra cái gì ạ? Ôi dồi, ra gì là ra cái gì? Tôi hỏi cô đau bụng thì nó ra cái gì? Ý em hỏi là anh đang chuẩn bị ra cái gì ạ? Ôi dồi, thì đau bụng thì nó ra cái gì? Khổ quá, nhanh lên bán cho liều thuốc. Dạ. Cô mà không nhanh là tôi... Anh cứ bình tĩnh ạ. Ôi dồi, tôi có thể bình tĩnh được nhưng mà các cơ địa của tôi nó không bình tĩnh được. Tất cả các nút thắt đều. Thanh ơi, Thanh Bi ơi, cấp cứu. Anh không chịu được nữa rồi. Anh bị làm sao ạ? Vẫn cái bệnh. Ôi dồi ôi, cấp cứu thì ông lùi ra đằng sau. Ông cũng biết văn hóa người Việt là phải xếp hàng không? Ôi giời ơi, đến giờ này cũng xếp hàng xếp nước rồi nữa. Thôi em đau hơn anh nhường cho anh. Này, anh nhường cho em. Tôi cũng đang đau nhá, tôi nói cho ông biết. Dạ. Chân tôi nó đang đứng hình chữ V đây này. Chân anh hình chữ V, chân em còn xoắn quẩy thế này. Mà em mà giờ mà gỡ cái nút này ra là nó quã luôn rồi đấy. Quã hay không tôi không biết nhá. Tốt nhất là ông lùi ra đằng sau đi. Bán cho anh liều thuốc bao tiền anh giả. Anh ơi. Anh ơi, em quen thân. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Quen thân không bằng cán cân tiền bạc nhé. Bao tiền liều thuốc anh gửi. Ôi anh ơi. Mà còn mỗi một liều mà hai anh như này em không biết bán cho ai. Khổ quá, bao nhiêu tiền một chục thuốc anh gửi? 20.000 anh giả hẳn 50.000. Này, ông đừng cậy quen thân nhá. Mà ông đè tôi nhá, tôi nói cho ông biết. Quen thân không bằng cán cân tiền bạc nhá. Anh giả 70.000 luôn. Bán anh được thuốc. Anh giả 100. Không chịu. Này, anh nhường em. Ông vừa phải đó nhá, 100 đi. Anh giả 150. Bán anh nhiều thuốc. Ủa đây khổ quá. Anh giả 200 này. Này toàn đi. Ông vừa phải đấy nhá. 250. Anh 400 này. Này tôi nói cho ông biết nhá. Con run xéo mãi không quằn nhá. Ông đừng lấy tiền ra đè tôi. Thằng này chưa sợ cái gì đâu. Núi đè tôi còn không sợ nữa là tiền. 500 bán cho nhiều thuốc. Này, ông cũng đừng tưởng tôi sợ nhá. Tôi chơi tất tay với ông luôn nhá. Sao? Xong rồi. Xuống tiền đi. Xong rồi à? Ấm rồi. Thôi, của ông cả. Chúc may mắn lần sau nhá. Cơ địa yếu là còn đòi. Cảm ơn em nhá. May quá.
Em ơi. Sao ạ? Dược sĩ ơi. Dạ. Em có thể cho anh gửi lại liều thuốc này được không? À, thuốc đã bán thì không hoàn trả lại được anh ạ. Chúc anh may mắn lần sau ạ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Hòa rồi. Ôi dồi ôi. Em ơi, bác sĩ ơi, Thanh bị cấp cứu, đau quá. Đau quá. Diễn xong rồi. Diễn thế thì mới có tiền ấy. Đây, 100. 100, 150. Hợp tác lâu dài. Lần sau nhớ bù nhá. Hợp tác lâu dài. Ôi. Không còn diễn nữa. Lần này là thật đấy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.